Dạ, xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại với video 1400 của shop em nha các anh. Buổi sáng hôm nay thì em có cần câu tay với lại cần cần lục nha, cần lục bền đánh đầu cần này và ISO hàng 36 cực kỳ đẹp luôn các anh. Cuối video sẽ là cán vợt carbon dài 6m3 nha. Dòng cán vợt carbon 6m3 này hiếm nha các anh. Rất là ít hàng cán vợt của Hàn Quốc này. Đó, có 4m rồi 4m5, 6m3, nói chung đa dạng size. Rồi ISO anh mới vừa về luôn, đẹp ken 4m4 nè. Cây này cứng 5, độ cứng cao nha các anh. Và giá bên em báo thì sẽ chưa có bao gồm phí ship mỗi đơn cần là 40.000 một đơn nha. Còn đơn máy câu á là 30.000, đơn máy câu đơn phụ kiện 30.000. Vì bên em không có đôn giá để bao ship đâu nha các anh. Và nếu mà các anh mua từ hai sản phẩm trở lên hoặc là thanh toán trước thì bên em sẽ miễn phí ship cho mình ạ. Nhưng mà chỉ tính đối với máy hoặc là cần nha. Còn riêng những món phụ kiện như là cước với lưỡi câu á, thì vẫn như cũ trên 500 em mới miễn phí ship ạ. Và số điện thoại để chốt đơn thì các anh vui lòng liên hệ 0982 437343, em có ghi ở bên góc trái này ạ. Và đầu tiên bây giờ em sẽ giới thiệu đến các anh là một cái dòng lưỡi câu cá bóng đục cực kỳ nhạy nha các anh. Câu rất là nhạy cá, rất là hiệu quả luôn. Câu bóng đục, câu đầm đi rồi này. Về kích thước khi mà đặt trên vỏ ly nha, các anh cứ nhìn trên vỏ ly là mình hình dung cái kích thước thực tế nhất ạ. Đặt trên vỏ ly chiều dài sẽ là 2.5 ô, còn chiều rộng của lưỡi nó là 1 ô ạ. Dài 2.5 ô, rộng 1 ô nha các anh. Cái này là nó có cả ngạnh ở bên đầu lưỡi này, với lại có ngạnh ở bên cái phần thân lưỡi này, có ngạnh cả hai bên luôn. Đó. Lưỡi câu cá bóng đục, form rất là đẹp nha. Form đẹp cực kỳ luôn, rất nhạy cá. Và một vị như này á, là em có 12 lưỡi bên trong, một vị là được 12 lưỡi. Một combo thì tổng cộng là 6 vị nha các anh. Có mã số 1 99.000, mã số 1 99.000 combo này. Tiếp theo mã số 2, câu đơn đài hoặc là đánh rô phi, cá chép, đánh rô đồng, rô dịch vụ này. Không nên nhờ bỏ qua lưỡi này đâu nha các anh. Rất là nhạy cá, đánh rất hiệu quả luôn. Kích thước chiều dài sẽ là 2 ô, phù hợp dành cho các anh câu cá tầm 3-4kg nha. 3-4kg, trôi chép này, rô phi thoải mái. Và chiều rộng của nó sẽ là 1 ô ạ. Dài 2 ô, rộng 1 ô, lưỡi có ngạnh luôn các anh. Phần lưỡi màu đen này, đây là lưỡi của Gama nha. Tại vì em mua nguyên một hộp là nó to gần cả 1000 lưỡi, nên là em chia ra những cái combo nhỏ như này. Giá nó cũng phù hợp để các anh trải nghiệm. Mình trải nghiệm thử, ưng ý thì mình mua thêm. Khách bên em mua về cho anh em bạn bè trong hội câu chung á, rất là nhiều nha các anh. Dòng lưỡi này đánh hiệu quả lắm. Với lại một vỉ như này á, thì nó sẽ có 10 lưỡi. Một vỉ là 10 lưỡi, lưỡi chuyên câu đơn đài 3-4kg thì các anh dùng loại này là khá là ok này. Đơn đài nha. Một vỉ 10 lưỡi, combo 5 vỉ 99.000 mã số 2. Combo 5 vỉ mã số 2 ạ. Tiếp theo mã số 3 em giới thiệu đến các anh, đây là máy câu tôm nha. Máy này khi mà các anh gặp gọn cái tay quay á, mình để túi quần mình đem đi câu luôn cũng được nữa. Tiện lắm, nhỏ gọn cực kỳ. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay như này nè. Mini, nhỏ xíu các anh. Máy Win 500. Câu tôm, câu cá vặt đều được hết nha. Câu cá nhỏ, nói chung là câu giải trí thì mình lấy máy này là rất là ok luôn. Đó, cước con lăn đều ok hết ạ. Dòng máy Win 500. Cấu tạo thì thân máy là carbon, còn cái phần cối nha các anh là cối kim loại nha. Không có hàng máy nhựa mũ nha, bên em không có bán máy nhựa mũ, chỉ có carbon với kim loại thôi. Cối sóng này, với lại em đã thêm dù rồi, thêm sẵn dù BE trong đầy cối máy luôn. Cân về mình chỉ việc câu thôi, em đã thêm sẵn dù cho mình rồi. Và mã máy câu số 3 nha các anh, mã số 3 giá 200.000, máy câu mã số 3, máy này sẽ có giá là 200.000 ạ. Và tiếp theo số 4 qua cước câu nè các anh, dòng cước của Mỹ, cước của Bassa, dòng Fish American, cước Mỹ. Cái dòng này em sẽ có hai size nha, đó là size 6 chấm với lại size 7 chấm. Các anh ưng ý size nào thì mình báo em nha. Có hai size cho mình, 6 chấm và 7 chấm này. 6 chấm thì nó sẽ tải được 17,5 kg cá nha các anh, rất là khủng luôn. Vừa câu lục, vừa câu biển, ngâm lăng xê, câu cá tra cũng được nha các anh. Tra dầu, tra bầu, dịch vụ là cân tất hết. Sợi này nó dai lắm. Với lại nó không bị ảnh hưởng bởi không khí hay là gió với lại nước gì hết nè. Xuống nước chìm cực nhanh luôn, không có bị gây thu hút cá nha. Là dùng rất là thích. Dòng cước Mỹ nè các anh. Cuộn này là 150m dây, 120.000. Trên các web hiện tại vẫn là 130-150 một cuộn nha. Còn bên em thì các anh mua được giá 120 và được tặng thêm một cuộn nữa nha. Giá vẫn vậy luôn, là mình được combo tới hai cuộn lận. Hai cuộn giá vẫn vậy, 120.000 thôi. Đây là mã số 4 nha các anh.
Mã số 4 120.000, mua 1 tặng 1 ạ. À, là mình được 2 cuộn này, mã số 4. Tiếp theo số 5. Tương tự luôn canh, nó chỉ khác về size thôi. Khác size, khác thông số thôi, còn màu cước chất liệu là như nhau hết nha. Tính chất của nó là đặc điểm nó như nhau hết. Đường kính là 0.45mm sẽ tương đương với size 7 chấm ạ. Tương đương với size 7 chấm và sức tải cá là 21,9 kg. Một cuộn 130m dây. Một cuộn 130m dây nha các anh. Đây là size 7 chấm. Vẫn mua 1 tặng 1 nha. Mã số 5 này, mua 1 tặng 1 luôn, 120.000 thôi ạ. Tiếp theo là mã số 6. Máy câu nha các anh. Máy này size 4.000. Nếu mà các anh tìm máy để đánh tổng hợp lâm lăn xê nè, câu sông hồ, lâu lâu đem đi lục bền bạc bãi thì dùng máy này nha các anh, rất ok. Kada size 4.000. Vòng tua cao, vòng tua 5.2, nên là khi mà các anh xoay máy thu dây vào á, cái tốc độ thu dây nó cũng sẽ nhanh nha, mình sẽ đỡ mỏi tay hơn. Size 4.000. Cứ số 4 sẽ vào được là 175m dây, cứ 5 vào 130m lận. Vòng tua 5.2. Cấu tạo cái phần thân này cũng nói là thân carbon. Máy cầm chắc tay cực kỳ luôn các anh, không hề phỏng phao nha. Mình nhận hàng được kiểm tra thoải mái. Cầm con máy trên tay là biết ngay chất lượng à. Rất là chắc tay luôn. Em test hoạt động nè. Gài cước con lăn. Với lại máy này thì nó chạy tới tận 8 bạc bạn nha, nên là hỗ trợ mình tải cá, kéo cá bao khỏe. Xoay nhẹ tê, không sao, không lắc, không lầm lỗi. Và nó có chế độ ba tu lơ xả nhanh nha các anh. Chế độ xả cước nhanh này, máy Kada, vòng tua 5.2, chạy 8 bạc đại. Và máy này sẽ có mã số là số 6 nha các anh. Máy câu mã số 6, 350.000 nha, chỉ 350.000 thôi. Giá sale cực mạnh cho các anh luôn, tặng thêm cho mình một cái cối phụ nữa, chỉ 350.000. Tiếp theo số 7, lên cho một máy vừa lua này, vừa lua vừa đơn ngâm, lục bền cũng được nha. Máy Takumi 3.000 ạ. Và vòng tua của máy thì là 5.2 nha các anh. Trên 5 chấm là canh đánh lua thoải mái rồi. Bắt đầu từ 5 chấm trở lên là câu lua thoải mái. Với lại thiết kế của máy này thì nó đặc biệt là chuyên lua luôn. Chuyên lua. Nói chung mình câu những cái thể loại khác vẫn được nha các anh. Và câu lua là hiệu quả nhất luôn. Cái phần tay quay này của nó sẽ là dạng tay quay đôi này. Tay quay đôi. Và có từ này á, nó dài nha các anh. Giữ cân bằng máy, chống độ máy. Với lại có cái lỗ này, căng câu xong á, mình móc cái lưỡi câu vào đây, rất là an toàn. Màu xám nhám. Nhìn con máy nó sáng lắm các bạn. Nhìn cái màu này nó cũng ít ủ máy lắm. Gà cước con lăn. Tiếng lưỡi gà kêu quá bén luôn ạ. Size 3.000 nha. 3.000. Xoay này. Có phanh ABS nha các bạn. Dừng nhanh mượt mà. Không xào không lắc một tí nào hết nha. Máy quay nhẹ tên. Đây em bật sang 2 chiều ạ. 1 chiều và 2 chiều hoạt động cực kỳ tốt nha các anh. Takumi 3.000. Và máy câu này sẽ có mã số 7 ạ. Mã máy câu số 7. Giá máy là 580.000 nha. 580.000. Máy câu mã số 7. Em đã thêm sẵn cước vào trong cối máy rồi. Căn về là mình chỉ việc câu thôi. Thêm sẵn cước cho mình. Và tặng kèm thêm là một cuộn dù BE X4 nha các anh. Toro X4 size 1 chấm này. Này là hàng tặng kèm, không có bán lẻ nha các anh. Hàng tặng kèm với máy thôi. Còn một con cuối cùng sót kho 580.000. Tặng dù, tặng cước này, miễn phí ship luôn. Chỉ vỏn vẹn 580 thôi ạ. Mã số 7 nha các anh. Tiếp theo mã số 8 sẽ là một cây cần câu lưu máy đứng của Shimano. Các anh xem nếu mà mình ghép được một cần với lại một máy luôn, hai sản phẩm thì miễn ship luôn nha. Shimano này 2m28. Cái này thì nó cứng tầm là M nha các anh. Độ cứng M, tải mồi sẽ từ 7 cho đến là 30g. 7 đến 30g, vá C4+, giảm bát vặn. Và cái phần cán tay cầm này là cán carbon monoconvex. Cầm cực kỳ đẹp luôn các anh. Dạng cán bóng chày á. Cầm rất tầm tay, rất đẹp nha. Và phôi cần nó sẽ xoắn tiếp từ ngọn xuống tới tận gốc luôn ạ. Shimano Ebride 2m28. Đo cần là đo 1.7 nha. Đo 1.7 ly. Cái này thì nó có trọng lượng là 125g ạ. 125g. Còn Shimano Ebride 2m28, cứng mờ. Và mã cần câu số 8 nha các anh. Mã cần số 8 này, cái này sẽ có giá là 700.000. 700.000 cái này nha các anh. Mã số 8 giá là 700 nha.
Và tiếp theo bây giờ em sẽ lên những cây cần bên dưới nha các anh. Đầu tiên thì em có cái combo này là combo 6 cây cần nha. 6 cây cần thì hàng về nó bị mất gốc các anh. Có cây thì bị mất gốc. Nên là em sẽ giúp combo em bán thanh lý nha. Combo 6 cây luôn, còn câu tay nha. Còn câu tay và 6 cây này thì độ dài nó sẽ từ là 2m1 này, 2m3, 2m4 cho đến là 3m nha. Đó. Cho đến 3m, 3m quay đầu nha các anh. Combo 6 cây luôn nè. Là về là đuôi cần là em đã quấn băng keo rất là chắc chắn rồi nha, nên là nó không có bị tuôn lỏng ra đâu, các anh yên tâm câu kéo. Đó, nếu mà câu cá vặt ao hồ gần nhà, câu giải trí mình lấy combo này vẫn rất là ok nha các anh. Tới toàn 6 cây luôn, phôi phíp nha. Phôi phíp có mấy cây thì phíp đỏ đẹp luôn nè, ghép combo cho các anh luôn. Mấy lỏng bên trong nói chung là không có dập gãy, không có lỗi lầm gì hết nha các anh. Nó chỉ hơi xước thôi, hàng bãi nhập về thì nó có xước sáng rồi. À, nhờ phô đóng vẫn còn ngon lành, ok, không có dập gãy gì hết. Chiều dài sẽ từ 2m1 là 2m3, 2m4 rồi 3m nha các anh. 3m cho mình. Và một combo 6 cây như này á thì sẽ có giá là 220.000 nha, combo tới gọn 6 cây luôn. 220.000, mã số 1 nha các anh, giá cực kỳ hời nè. Mã 1 220.000. Và tiếp theo mã số 2. Số 2, cây này có chiều dài là 3m6 nha các anh. China xuất nhập 4 lóng. Mã số 2. Cây này đỏ to lắm, đỏ nó phải tầm gần 2 ly. Đây, vì đây là cần ISO các anh, ISO hạ xuống là đỏ to. Đỏ cây này 2 ly nha. Và độ cứng là 4 cho đến 5H ạ. Nếu mà các anh câu trôi chết này, đánh tự nhiên hoặc là đánh hồi dịch vụ á, mình muốn câu tốc độ tí thì lấy cây này đánh ok nha. Rô đồng, rô dịch vụ là cân tất hết. Đọt 2 ly, dài 36 ạ. Và trọng lượng của cần là 135g. Cái này mã số 2 nha các anh, 180.000. Mã số 2, 180.000 cây này ạ. Và tiếp theo mã số 3. Số 3 thì có cây cần lưu phíp mới ken luôn các anh. Nó vẫn còn trong túi này, nhiều khi là chưa qua sử dụng luôn á, còn mới ken à. Ngọn với lại khoen là đều zin nguyên bản hết, không hao hụt, không lỗi lầm. Cần câu lưu fishing rod nha các anh. Lưu fishing rod. Chiều dài là 1m8, độ cứng ML. Ngọn 2 ly, trọng lượng là 130g nha. Và cái này nó tản mồi từ 3 cho đến 10g ạ. Tản mồi từ 3 đến 10g. Cán tay cầm, cán mút nha các anh. Và khoen bát thì sử dụng toàn bộ là khoen bát hãng nha. Độ mới cao 95-97%, không lỗi lầm, không dập gãy. Nhận hàng được kiểm tra thoải mái này. Và cái này có mã số 3. Mã số 3 có giá là 250.000, mã số 3 250.000 ạ. Tiếp theo mã số 4 nha các anh. Số 4 là cây cần câu tay XSRI. Cái dòng này em về được 2 cây thôi. Hôm qua thì có một anh khách chốt một cây rồi, còn cây này là cây cuối cùng nha. Phôi đẹp lắm các anh. Này các anh xem nè. Cái này mà mình đi câu ngoài trời, câu ban ngày á, nắng chiếu vào cái vân carbon xoắn của cần này. Quá xuất sắc luôn các anh. Đẹp ken, độ mới cao 5m4 XSRI, phôi VIP carbon rod luôn nha. Dòng này phô nó dày lắm, dạng cần rút, rút lóng ngắn và thu gọn thì cỡ chừng 6 mấy cm à, 6-7 cm à các anh. Dạng cần lóng ngắn. Phô carbon nha, không phải hàng phíp đâu ạ. Hàng carbon. Với lại cây này phô dày. Độ cứng là chuẩn 5H luôn á các anh. Cần ra thẳng tưng. Đảm bảo nhận hàng các anh kiểm tra ưng ý ngay luôn. Phô cần đẹp nè, ra thẳng tóc. Không hề võng nha. Nó cứng đều toàn thân luôn chứ nó không có bị võng cái phần thân cần. Còn ngọn này là ngọn 1 ly này. Tại vì đây là cần lóng ngắn nên là người ta không có sản xuất được cái đọt to nha các anh. Đọt bé nó mới phù hợp với cây cần nha. Nhưng mà về thông số độ cứng thì vẫn là chuẩn cho các anh. Thẳng tưng, chỉ nảy đúng mỗi cái ngọn thôi. Còn thân là thẳng, thẳng đều, cứng đều hết. Ngọn 1 ly, trọng lượng 250g. Và cái này có mã số 4 ạ. Mã số 4, giá cần 5m4 này là 550.000. Carbon xoắn rất đẹp, mã số 4, 550.000, phôi cực kỳ dày. Tiếp theo mã số 5 sẽ là Harmon vàng nha các anh. Cũng là phôi VIP carbon rod luôn. Harmon vàng, cây này nhẹ hơn, cây này 195g. Nắp chụp đầu cần, đi kèm đầy đủ ạ. Và ngọn sẽ là ngọn 1 ly nha. Ngọn 1 ly, cây này thì cứng 4 cho đến 5H. Phôi carbon xoắn từ lóng thứ hai. Nhận hàng cứ kiểm tra đúng như trên video mới thanh toán nha các anh. Quá mới luôn. Phôi dày lắm.
con muốn xem thêm hình ảnh chi tiết của cần hoặc là cái video mà ra cần á, mình cứ liên hệ em nha. Số điện thoại thì em đã ghi ở bên góc trái này, cả số điện thoại, cả số Zalo nha các anh. Liên hệ em gửi thêm chi tiết này. Nãy tốt lắm, và dừng tay là cái ngọn nó về vị trí cũ cực kỳ nhanh luôn, không hề võng. Đọt một ly 195g, cần mã số 5, 5m4 nha, mã 554, với giá là 370.000. 370.000 cây cần câu 5m4 ạ. Số 6 sẽ là một cây cần đặt một khúc nha các anh, chuyên ngâm bè. Ngâm bè câu bạo lực thì các anh dùng cây này khá là ok vì độ cứng nó cao, cứng tới 120 lận. Chiều dài là 95cm. Cần đặt một khúc bát Fuji, giảm bát vặn và khoen là Fuji xứ đen nha các anh. Cây Fuji là xứ đen. 95cm, độ cứng 120 của hãng Promarine nha các anh. Promarine, cây này ngâm bè với lại đánh bạo lực là hết mới chóng luôn, độ cứng cao. Đọt to các anh, đọt cây này tới tận 2 ly 8 nha, còn trọng lượng 260g. Mã 6 300.000, mã số 6 300.000 ạ. Tiếp theo mã số 7 sau một cây đa qua cho phép chiều dài 2m1. Cây này cũng ngâm bè nè các anh. Ngâm bè, câu cá rô, cá chép rồi nha. Đọt đặt tháp, phô phép đỏ đẹp, đỏ đặt tháp. Những cái khoen này của nó là dạng khoen lóc nha các anh. Khoen lóc hết, đây là khoen zin nha, chứ không phải nó bị rớt khoen ra độ chế lại đâu các anh. Khoen zin nguyên bản của cần, về có sao em bán vậy nha. Đầu alo thì là loại sứ trắng này. Chiều dài con 2m1 của đa qua và đọt là 1 ly 7, trọng lượng 160g. Mã số 7 nha các anh. Mã số 7 và giá cần là 250.000 và 2m1, mã số 7, 250.000. Tiếp theo số 8. Số 8 em có cây cần này là nó vẫn còn nguyên kia túi nè các anh. Túi zin luôn. Các anh xem nha, có nhiều cây là nó không có hề in cái thông số nào trên cần luôn, nó chỉ ghi thông số trên túi thôi. Dài 5m4 này, dòng Red Driver, Made in Korea. Phíp ở bên Nhật bán nó, giá nó cũng không có rẻ đâu nha các anh. 4.000 năm yên là cũng hơn 900.000, trên dưới 900.000 nha. Phíp Nhật cũng không rẻ, 4.000 năm yên cây này lận. 5m4 này, trọng lượng là 360g, 6 lóng thu gọn 1m02. Phô phíp Nhật ạ. Cần là nó còn cái túi và có thông số sẵn trên đó luôn. Ngọn đây nha các anh, ngọn cần là ngọn 2 ly 2, ngọn to, dài 5m4. Đen trơn, hai lóng đầu, bắt đầu tới lóng thứ 3 là màu nâu. Và cái này tổng cộng là 6 lóng tất cả. Độ cứng gần 4H nha các anh, cứng gần 4H. Phô phíp, nó đoạn nó to nhưng mà phô phíp thì nó vẫn có cái độ dẻo dai cho các anh. Nó vẫn là dòng chuyên câu cảm giác hơn, dẻo dai, nhưng mà được cái đọt to thì các anh bắt cá lớn á, mình bảo tay hơn. Đọt to nha. Và cái này có mã số 8, 250.000. Mã số 8 nha các anh, cần dài 5m4, 250.000 cái này ạ. Tiếp theo số 9, đau qua phíp đỏ quá đẹp luôn các anh. Hôm trước lại về cây 4m5 nha, và hết hàng rồi, về được 2-3 cây, anh chốt rất là nhanh. Và tiếp tục hôm nay là cây 5m3, dòng đau qua luôn, đau qua phíp đỏ đẹp, phôi bền, bền cực kỳ, hàng Korea sản xuất ạ. 5m3 và thông số ngọn 1 ly 5, trọng lượng là 370g, 6 lóng thu gọn 1m13cm, gốc gà gần 28 ly nha các anh. Cái gốc của nó gần 28 ly. Đai qua 5m3 nè, phíp đỏ cực kỳ đẹp, 6 lóng, cái này ra thẳng tưng à, độ cứng là 4-5H nha các anh. Độ cứng cái này 4-5H, quá đẹp luôn. Vừa đánh săn hàng mà mình vừa câu vừa sưu tầm luôn nha các anh, vừa sưu tầm luôn. Cái dòng này rất là ít hàng về nè, nó lại về mà nó còn đầy đủ túi này, còn đầy đủ nắp chụp luôn, với lại độ mới cao, quá xứng đáng vừa câu vừa sưu tầm nha các anh, cần đẹp ạ. Và cây Dawa 5m3 Korea xuất Nhật, mã số 9. Cái này sẽ có giá là 500.000 nha các anh, 500.000 mã cần câu số 9, giá là 500.000 ạ. Và tiếp theo mã số 10. Số 10 thì em có cây ISO này. ISO này như ISO câu biển nha các anh, và 4m5, 4 lóng. 4m5, 4 lóng ạ. Và cây này là của Shimano nha các anh.
của Shimano này. Bát là dùng bát FS8 luôn nha, để canh gắn máy lớn mình câu biển rồi nè. ISO Shimano 4x5. Có nắp chụp, có túi đi kèm, với lại cái này em thấy độ mới cao nha canh. Độ mới cao, nên mời canh xem khuyên này. Đọt quá to luôn, cái này đánh bạc bãi hiệu quả nha canh. Đọt to này, có ba cái quen chạy nha. Con có 4 lóng, còn đây là cái chỗ bát để gắn cái khoen á canh. Khoen của nó thì sẽ nằm rời nha, khoen nằm rời tại vì đây là cần rút này. Cần rút vào trong này thì cái khoen to là nó sẽ vào không được, nên là họ sẽ để khoen rời để thiết kế của cần này canh. Khi nào mà mình câu á là mình kéo cái này xuống, mình để cái khoen vô nha. Ở ngoài nó sẽ có thêm hai cái khoen nữa, khoen rời ra thẳng lắm canh. Cái này cứng tầm DX, đánh bạc bãi ngon nha. Này bạc bãi rất là ngon, Shimano 4x5 ạ. Shimano 4x5 đo ngọn cần, ngọn to nha các, ngọn 3 ly 2, còn trọng lượng là 620g nha. 620g. Và đây là hai cái khoen của nó nha, hai cái khoen. Nó khi nào các anh câu là mình tháo ra là mình mới gắn cái khoen này vào nha. Shimano, hàng Japan luôn, made in Japan, nội địa Nhật. À, cái này là quá đẹp, quá xuất sắc. Còn bạc bãi full fit nha các. Và mã cần câu số 10 ạ. Mã số 10 giá cần sẽ là 490.000, mã số 10 490 ạ. Tiếp theo là mã số 11, này siêu phẩm mới về luôn canh, Alpha Tiger Top Fighter. Cái này là 4m4 nha, độ cứng 5. Canh câu sông hồ hoặc là lục bền với lại bạc bãi hiệu quả lắm. 4m4, cứng 5, cần ISO nha canh. Bát Fuji và bát vặn này, bát Fuji, bát vặn. Cần khoảng Alpha Tiger, và thông số ngọn của cần này là ngọn 2.1 ly ạ. Ngọn cần ngọn 2.1 ly, carbon xoắn tiếp từ ngọn xuống luôn. Và cần tổng cộng hết tất cả là 5 lóng với lại 3 cái khuyên chạy. 5 lóng và 3 khuyên chạy. Về độ mới nước sơn thì đạt được tầm 85-90% nha các. Đề ba quá đẹp luôn này. Đề ba là khuyên Fuji Six, khuyên 3 chân, dạng khuyên chân ca các. Đề ba chân cao nha. Còn ở trên là khuyên Fuji xứ đen. Cứng 5 nên là ra thẳng lắm nha. Nếu mà canh có nhu cầu mình hạ tay câu săn hàng á, thì cái này phải 6H. Nếu mà hạ tay tầm 6H. Đọt 2.1 ly nè. Cần hàng carbon nha canh. Carbon, ISO khoen lớn, sông hồ, câu lục bền đều ok hết. Hàng carbon cho mình ạ. Đọt là 2 ly 1. Và trọng lượng của cần 315g. 315g cái này, với lại nó có cả cái nắp chụp đầu zin Alpha Tiger đi kèm luôn nè các. Đó, nắp chụp đầu zin cho mình luôn. Mã số là số 10 nha. À không, mã số 11. Cái này là mã 11, có giá là 1.350.000. 1.350.000, mã số 11 ạ. Và tiếp theo mã số 12. 12 là một cây cần câu dít cắm gốc của Kingston nha các. Chiều dài là 2m1, độ cứng 2XH ạ. 2m1 cứng 2XH. Tải mồi là nó tải từ 1 lạng cho đến tận là 3 lạng luôn nha. Hôm trước anh hỏi em cần còn dít mà nó có độ tải mồi cao á, thì mang về hàng này lên giới thiệu cho các anh. Khoen quá đẹp luôn, khoen 3 chân. Cái khoen này của nó cũng dạng khoen chân ca nè các anh. Nó chân cao nè, khi mà các anh ném dây nó thoát dây nha, thoát dây nhanh. Với lại riêng cái ngọn này là đặt toàn thân luôn các anh. Ngọn này là ngọn đặt toàn thân luôn, nên là câu bao kéo cá, bao bền luôn nha. Bao kéo cá bao bền luôn, rất là khỏe. Chiều dài là 2m1 nha các. Đọt to lắm, đọt 4 ly 5 nha. 4 ly 5, tải cao. Cái này nó tải cá là trên dưới 30kg lận, nên là các anh cứ yên tâm câu kéo thoải mái. Tra xong này, câu vô đếm là hết nút chấm luôn các. Kiên tông nha. Đó, tải mồi là được 3 lạng mồi luôn. Còn cái phần bát, cái phần gốc này các anh, gốc với lại bát máy này. Bắt máy thì nó sẽ có hai khóa, một cái là cố định máy với lại một cái là chống trượt nha. Câu cái bắt vặn với lại hai khóa này thì quá yên tâm rồi. Gắn máy chắc cực kỳ luôn các. Bắt Fuji, tay cầm cái mút ạ. Đọt là 4.5 ly 4.5, và cái này có trọng lượng là 468g nha. Và mã cần câu số 12 ạ.
Mã 12 giá còn là 1.350.000, 1.350.000 cái này, 1350 mã số 12. Và tiếp theo là mã số 13 nha các. 13 thì em có cây còn 2 khúc nha. Một cây còn 2 khúc dòng Speedmaster Ultra. Và cái này là dòng cần chuyên săn cá tra nha các. Chuyên săn cá tra câu hồi dịch vụ nè. Speedmaster Ultra nè, 3m25 nha các. 3m25. Phôi nè các, phôi xoắn dạng caro cho mình nha, xoắn dạng caro. Và khoen là khoen ba chân Fuji lọ xứ xích, chân khoen là chân gold nè. Chân khoen chân gold titanium. Đọt to nha các. Và phôi cần nó là xoắn 40T toàn thân luôn nha, dòng Speedmaster Ultra ạ. Bát ra bát Fuji Gold dạng bát vặn ạ, cũng là bát hai khóa luôn nha. Dạng bát vặn bát hai khóa. Còn hai khúc 3m25 nha các. 3m25. Không lỗi lầm nha, và độ mới thì như trên video, hàng đến nơi thì các anh được kiểm tra hàng ạ. Và cái này thông số ngọn, ngọn cũng to các anh, ngọn cần tới tận 4 ly. Cái này ngọn tới tận 4 ly nè. 3m25. Còn trọng lượng là trọng lượng của cái này nó là 468g. 468g, ngọn 4 ly. Còn câu mã số 13 ạ. Mã 13 và giá còn sẽ là giá 2.550.000, 2.550.000 cây này nha các anh, mã số 13. Và tiếp theo là mã số 14. 14 thì em có cây 2 khúc dòng Queen Dragon, chiều dài là 2m4 ạ. 2m4 đọt to nha các anh, đọt 3 ly 5. Vừa câu xong vừa câu cá tra này, tra xong là chuẩn bài luôn các anh. Cây này đọt to kéo khỏe lắm, 5-7kg hoặc là cá đầu 10 vẫn tại thoải mái nha. Đọt tới tận 3 ly 5. 2m4 cứng 80 ạ. Còn thông số dây bi của nó là tải từ dây số 3 đến dây số 6. Bắt hãng, bắt vặn. Khoen cũng là khoen hãng luôn, dạng khoen 3 chân ạ. Khoen hãng, khoen 3 chân. Bên dưới thì nó sẽ có một cái khoen để buộc dây bảo hiểm nha các anh. Có một khoen buộc dây bảo hiểm ở bên dưới chưa cần này. Đọt 3 ly 5 và trọng lượng là 198g. Cây này có mã số 14. Mã cần câu số 14, 390.000. Mã 14, 390.000 ạ. Tiếp theo số 15 sẽ là một cây Suyumi dòng T-Caster, chiều dài 3m6. Còn này là cần ISO nha các anh. ISO carbon, hàng khuyên lớn. Đơn ngâm lan C này, hoặc anh nào thích câu lua mà cần dài á, cần lua rút dài thì lấy cây này. Độ mới cũng rất cao nha, cây này phải tầm 90-95% luôn. Riêng ba cái lóng bên trong là 95 rồi các anh. 95%, độ mới rất là cao. Và khoen bát thì đều sử dụng là khoen bát Fuji, ngon lành hết ạ. Đọt 2 ly 2, trọng lượng 236g, mã số 15. Mã 15 và cây này sẽ có giá là 590.000, 590.000 cây 3m6 ạ, mã 15. Tiếp theo mã số 16, một cây cần lục nha, lục bền đầu cần này, hoặc là bạc bãi. Tất tiền cho dài 3m9. 3m9. Cũng khoen bát Fuji luôn nha các. Hàng nhập bãi về nó không tránh họ xuất sắc đâu nha, có xuất sắc như sơn nhẹ ạ. Và cần có tổng cộng là 4 lóng. 4 lóng tất cả, khoen Fuji xứ sáng, bát Fuji. Tới cái Enjoy 3m9 và thông số ngọn cần là ngọn 2 ly 4. Với lại cái này em cầm thấy nó nhẹ nha, nhẹ với lại có độ nảy tốt, nhẹ lắm, đọt 2 ly 4. Còn trọng lượng là 309g, mã số 16, giá cần là 650.000, mã 16 650.000 ạ. 17 là một cây carbon Silemaster dài 4m2. Cây này thì khoen hãng nha các anh. Khoen hãng Bass Fuji. Khoen hãng Bass Fuji này. Mấy cây cần này thì phô nó dày lắm nha, phô dày. Nên là cái xước ở trên bề mặt này thì nó sẽ không có chạm đến phô bên trong đâu các anh, không ảnh hưởng đến chất lượng của cần. Silemaster 4m2, thông số ngọn sẽ là ngọn 2.9 ly. Và trọng lượng của cây cần này là 294g, quá nhẹ cho một cây 4m2 luôn các anh. Hàng siêu nhẹ luôn nha. Hàng siêu nhẹ luôn. 294g. Và cây này có mã số là 17, mã cần câu số 17, có giá là 680.000,
Mã 17 680.000, 4m2 hàng siêu nhẹ ạ. 18, 18 là một cây 3m9 nha các anh. 3m9, cây này thì khoen bát sử dụng là khoen bát hãng ạ. Còn câu lục hàng carbon. 3m9 khoen bát hãng. 4 lóng và hai cái khoen chạy. Khoen bát hãng độ mới này. 85% khoen bát hãng cho mình ạ. Này tốt lắm canh, độ cứng là DX nha. Cái này nó cứng DX. Thông số ngọn cần sẽ là ngọn canh đợi tí. Cái này ngọn 2 ly 6. Ngọn 2.6 ly còn trọng lượng là 378 g. 378 g cái này. Mã số 18 và giá còn 550.000. Mã 18 550.000. Tiếp theo mã số 19 sẽ là một cây cán vờ carbon. Cán vờ carbon của Hàn Quốc sản xuất có chiều dài là 6m3. Nó sẽ có hai cái khoen để buộc dây bảo hiểm nha các anh. Cái phần dưới này đổ xuống này, làm nhám hết nha. Là mình cầm chỗ nào cũng rất chắc tay luôn. 6m3 Hàn Quốc sản xuất. Đầu ren thì sử dụng ren 10. Ren phổ thông nha các anh, ren 10. Và cán vợt này sẽ có tổng cộng là 5 lóng, 6 lóng tất cả. 6 lóng, 6m3. Ra thẳng tắp luôn. Và cái 6m3 này là họ tính là đã bao gồm cả cái chiều dài của mặt vợt nha các anh. Còn nếu mà mình muốn tính chiều dài của cái cán này không á, thì cứ trừ đi 40-50cm là được nha. Còn 6m3 này là đã bao gồm cả chiều dài của cái mặt vợt. Đầu trên 10 trọng lượng là 840g ạ. Và cái này có mã số là 19. Mã 19 có giá 790.000. Cán vào carbon 6m3 790.000 ạ. Đây là mã số 19 nha các anh. Rồi tiếp theo là mã số 20. Một cây cán vợt dòng Mastech, chiều dài là 4m5 ạ. Cũng là hàng carbon luôn. Cây con 4m5. Đầu ren 10 trọng lượng 385g. Vừa nhẹ vừa cứng cáp nha các anh. Ra thẳng tưng là không hề võng tí nào hết. Thẳng lắm. Dài 4m5, cán vợt carbon. Móc bèo, vớt cá này. Nói chung là tùy nhu cầu của sử dụng của các anh nha. Tùy nhu cầu sử dụng của mình. Và mã số cuối cùng, mã số 20. Cái này sẽ có giá là 490.000. Mã 20, 490.000 cái này ạ. Mastech nha các anh. Vâng, cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em nha các anh. Chào tạm biệt các anh ạ.